sau đó là họ không đủ tiền phạt bắt buộc là phải ra tù. Ở Thái Lan này là động vật họ bảo vệ kỹ, còn những con chó nào bị dại thì họ sẽ có cái đồ bịt miệng tới giờ ăn họ mở ra cho tụi nó ăn. Hoặc là người dân người ta ăn đồ ăn chó hoang ngoài đường nhiều lắm, như là người ăn mà người ta ăn đồ ăn không hết nó nấu thừa ra, cứ mỗi ngày họ để trước nhà thì mấy con chó hoang mèo hoang nó tới nó ăn. Mình chạy xe nó cũng không sợ cô hề. Qua đây thì nhiều người cũng thả thắc mắc là tại sao là phần lớn chó đây nó ở ngoài đường nó cũng không có quá hung dữ, nó không có sủa, nó không có cắn gì nhiều, hay do là nó tiếp xúc với người dân nhiều ngày bắt đầu là nó hiện cái tâm tính nó cũng hiện, nó mất đi cái chó tính nó đi. Ồ đây nó sinh sản đây luôn. Ừ, còn cái kia là ta làm như vậy cho cái bà ngựa con nó nằm kìa, không có được ăn gì vậy. Mấy cái đường mà dây điện á, đó là cái vô nó rất là thấp, nó đi mấy con này mà ra ngoài đó là không có được, nó bị điện giật á, nó tê tê nó chạy vô lại, người ta chung quanh người ta làm như vậy để ta giữ nó. Con đầy luôn, hay quá. Cho ăn hết đó, mấy người công nhân ta làm đó, để ăn ta thu tiền vé rồi không ạ, người ta cho. Cho bơi bơi dưới nước mà. À, con có gì ta? À, đi sang kia lấy thức ăn, hay bay về đây là mấy cây này cũng lâu năm lắm. Mấy con bồ nông sinh sản đây luôn này. Hay quá ha. Nhưng mà Việt Nam mình có mấy con đó thôi đó. Không, ở Việt Nam mình chỗ ở Phú Quốc làm cũng đẹp. Dạ. Rồi cháu con ngựa béo hế à. Xinh lắm. Ba bốn con luôn à? Nhiều con ăn to rồi mình vẫn làm mình làm trong bộ. Đâu có làm cái xe nào?
Tin không ạ? Có. Trời hồ đây. Rồi sư tử đây, xuống cho sư tử đây. Hồ nằm trên cây. Xuống đây là chưa. Một là đến luôn đi được. Chưa kịp tới. Hai là đi tại chỗ. Ủa sư tử sao xuống cả nhà chứ không? Tôi thui không thấy gì. Đó. Nó ăn phổi. Ăn nhanh đây. Bay gấu nó nằm. Bữa nào xuống chỗ công ty em xin đi được không? Có mua 2 lít 3 lít rễ bỏ tay thôi.